Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 18 tháng 4 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các địa phương tổ chức hiệp thương lần 3 đảm bảo chất lượng đại biểu ứng cử. Giữ gìn nét truyền thống trong xây dựng nông thôn mới ở Phù Cử. Giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân của Hưng Yên phát triển. Những tấm gương người khuyết tật vươn lên trong cộng đồng. Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn. Ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng, vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu. Chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trên cơ sở ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri ở nơi cư trú, hiện nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đang đồng loạt tập trung tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 để lựa chọn lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sự sáng suốt của các bước hiệp thương dân chủ, đúng luật và có số dư hợp lý không chỉ nhằm để cử tri lựa chọn được những người đủ đức đủ tài bầu vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp mà còn đảm bảo cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu, thành phần đại diện cho trí tuệ của khối đại đoàn kết toàn dân. Đến ngày 15 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 11 xã thị trấn trên địa bàn huyện Văn Giang đã tiến hành xong hội nghị hiệp thương lần thứ 3, lựa chọn lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Đây cũng là địa phương hoàn thành hiệp thương lần thứ 3 nhanh nhất tỉnh. Qua quy trình 5 bước, 3 lần hiệp thương đã chọn ra được 53 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. Đại biểu được lựa chọn đều là những người có tâm, có tầm, được cử tri đồng tình ủng hộ. Chúng tôi đã làm xong các quy trình hiệp thương lần thứ 3, là chốt lại danh sách là còn 45 ứng cử viên và đều đảm bảo chất lượng để bầu vào Hội đồng Nhân dân thị trấn Văn Giang nhiệm kỳ 2021-2026. Tất cả nhân dân trong toàn thị trấn là người ta đã nắm được. Xác định công tác hiệp thương có tính chất quyết định đối với chất lượng đại biểu ứng cử. Do vậy, ngay từ khi triển khai thực hiện công tác bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã quán triệt, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện chặt chẽ ở tất cả các khâu, các bước, quy trình hiệp thương với tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, đúng luật định, giới thiệu đại biểu ứng cử đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu, thành phần, độ tuổi, lập danh sách sơ bộ đại biểu ứng cử, kiên quyết không đưa vào danh sách người không được nhân dân tín nhiệm, người không đủ tiêu chuẩn. Nên tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3 này, việc lựa chọn lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử ở nhiều địa phương rất thuận lợi. Số ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đều giảm so với hiệp thương lần thứ 2, nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ, số dư theo đúng quy định. Để mà tổ chức cái hội nghị thương lần thứ 3 thành công thì chúng tôi hướng dẫn cơ sở nên là bám sát vào cái quy định của luật, đặc biệt là cái cơ cấu thành phần số lượng đảm bảo. Đến thời điểm này thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tổ chức xong cái hội nghị thương lần thứ 3 thì đã chốt danh sách là 48 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn là tổng hợp các cái báo cáo lấy ý kiến ở nơi cư trú đối với các ứng cử viên để xem là đảm bảo theo có đúng đủ tiêu chuẩn của người đại biểu Hội đồng Nhân dân không và các cái vấn đề cần phải xác minh làm rõ đối với các ứng cử viên. Hiện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã hoàn thành hiệp thương lần thứ 3, lập danh sách 10 người đang cư trú và làm việc trên địa bàn tỉnh đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và 89 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 nhiệm kỳ 2021-2026. Theo quy định thì đến hết ngày 18 tháng 4, 100% các đơn vị trong tỉnh sẽ tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ 3. Đây là tiền đề thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử và giám sát để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân. Vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức triển khai xây dựng chuyển đổi, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2015 và hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Có 46 đơn vị được triển khai thực hiện mới và chuyển đổi tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2015 trong đợt này. Trong đó có một đơn vị áp dụng ISO điện tử là Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, còn lại là các phường, xã, thị trấn thuộc các huyện Kim Động, Khoái Châu, Ân Thi, Phù Cử, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, các thành viên của ban triển khai dự án cùng các chuyên gia tư vấn ISO đã lập kế hoạch hướng dẫn chuyển đổi và thực hiện mới với từng đơn vị cụ thể.
Việc áp dụng hệ thống quản lý tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2015 là điều cần thiết đối với các cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng một nền hành chính văn minh, hiện đại, công khai, minh bạch. Thưa quý vị và các bạn, giá trị lịch sử, nét đẹp văn hóa truyền thống chính là linh hồn của mỗi làng quê. Từ nhận thức đó, trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, việc bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống ở nông thôn luôn được chính quyền và nhân dân huyện Phù Cử quan tâm, chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng nếp sống văn hóa từ mỗi cộng đồng dân cư. Giữ gìn những nét kiến trúc cổ của làng quê gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan nông thôn là một trong những mục tiêu quan trọng được thôn Long Cầu, xã Đoàn Đào đặt ra khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới. Thôn Long Cầu có quần thể di tích Đình Chùa được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 2004. Những năm qua, nhân dân trong thôn đã đóng góp trên 400 triệu đồng để trùng tu, chỉnh trang khuôn viên, khôi phục giếng đình và gần 500 triệu để trùng tu miếu làng. Thôn Long Cầu giờ vẫn giữ được nhiều ao làng sạch đẹp, giúp điều hòa không khí, tạo cảnh quan môi trường thông thoáng. Long Cầu cũng là một trong năm thôn đầu tiên của huyện Phù Cừ được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Chúng tôi là người dân, làm sao mà luôn luôn quan tâm đến việc giữ gìn, bảo tồn khu di tích, tạo cảnh quan môi trường của một cái nông thôn, khu dân cư kiểu mẫu. Địa phương chúng tôi xác định mặc dù xây dựng nông thôn mới, có nhiều cái đổi thay, thế nhưng những cái nét bản sắc cha ông ta để lại chúng ta vẫn phải giữ gìn. Xuất phát từ đó cho nên là cái việc khi chúng tôi huy động nhân dân đóng góp để khôi phục trùng tu là cái khu tâm linh, các khu di tích và nhân dân bà con đóng góp rất nhiệt tình. Vừa qua, chính quyền và nhân dân thôn Phủ Oanh, xã Minh Tiến đã tổ chức lễ hội truyền thống Đền Phượng Hoàng, nơi thờ bà Cúc Hoa, người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, nổi tiếng với lòng thủy chung, hiếu thảo. Đền Phượng Hoàng cũng là di tích lịch sử quốc gia, được xếp hạng năm 1991. Lễ hội đã thu hút đông đảo du khách thập phương và nhân dân đến tham dự, với phần tế lễ của các đoàn tế đến từ nhiều thôn xã trong huyện và phần hội với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian như đi cầu kiều, đua thuyền trên sông, thả bóng. Tổ chức lễ hội hàng năm là một nét đẹp văn hóa của quê hương chúng tôi để ôn lại cái truyền thống giá trị của những người có công với nước, với dân. Và cái việc tổ chức lễ hội đó để giáo dục cái truyền thống đối với thế hệ mai sau, để gắn kết những tình cảm những người con quê hương sinh sống ở mọi miền Tổ quốc và nhớ đến quê hương mình. Từ năm 2016 đến năm 2020, huyện Phù Cừ đã xây mới 16 nhà văn hóa thôn, xã, sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa huyện và nhiều nhà văn hóa thôn, tu bổ chống xuống cấp 6 di tích cấp quốc gia, 11 di tích cấp tỉnh, khuyến khích phát triển phong trào văn nghệ, thể thao quần chúng. Chính việc tập trung đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã giúp huyện Phù Cừ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng hành với việc giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống. Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 4, Công ty Điện lực Hưng Yên tổ chức diễn tập phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý nhanh sự cố an toàn điện năm 2021. Mỗi đơn vị điện lực sẽ đưa ra một tình huống giả định như vỡ ba bát sứ, đứt khóa treo sứ chuỗi, rơi dây pha, đứt cáp quang viễn thông, phóng điện chuỗi néo pha cạnh, vỡ sứ đỡ trung gian pha cạnh. Tại các buổi diễn tập, các đơn vị điện lực đã nhanh chóng triển khai các phương án, áp dụng những kỹ năng xử lý tình huống khắc phục nhanh chóng sự cố, đảm bảo an toàn và cấp điện trở lại phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân. Buổi diễn tập diễn ra đã giúp cán bộ công nhân viên các đơn vị trong công ty chủ động xử lý các tình huống, giải quyết kịp thời khi sự cố do thiên tai gây ra trên địa bàn, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định ngay cả khi xảy ra thiên tai. Thưa quý vị và các bạn, từ một trong những tỉnh khó khăn nhất của cả nước, đến nay, Hưng Yên đã trở thành một trong 17 tỉnh, thành phố đầu tiên của cả nước đã tự chủ được ngân sách và có đóng góp về trung ương. Kết quả đó là do sự nỗ lực phấn đấu của các cấp các ngành, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên thì hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân hiện nay lại đang gặp không ít khó khăn. Vậy giải pháp nào để thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân địa phương phát triển? Phần trình bày của biên tập viên Anh Thắng sẽ làm rõ hơn về điều này. Xin mời anh. Vâng, thưa quý vị và các bạn. Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phổ hiến. Câu cá đó cho thấy Hưng Yên từng là vùng đất có thương cảng sầm uất, luôn nhộn nhịp cảnh trên bến dưới thuyền của một tiểu Tràng An. Đó là câu chuyện từ thế kỷ 16-17. Và trở lại gần đây, sau 24 năm tái lập tỉnh, so với ngày đầu tái lập,
sự phát triển của Hưng Yên đến nay đã là một kỳ tích. Tuy nhiên, theo đánh giá của các nhà kinh tế, đội ngũ doanh nghiệp tư nhân địa phương của Hưng Yên vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của tỉnh. Đây là một trong những doanh nghiệp tư nhân được thành lập và đi vào hoạt động gần 15 năm nay. Qua 15 năm, quy mô lao động vẫn chỉ ở mức trên dưới 20 công nhân. Tổng doanh thu hàng năm đạt khoảng 20 tỷ đồng. Về kinh tế, số liệu trên cho thấy doanh nghiệp chưa có sự phát triển để bứt phá lớn hơn, bởi quy mô và doanh thu hầu như giữ nguyên sau nhiều năm. Đã làm doanh nghiệp thì đều có khát vọng để làm giàu cho bản thân, cho gia đình, rồi cho xã hội. Thế nhưng mà cái mà muốn để mà phát triển được thì tôi nghĩ là các cái thành viên trong hiệp hội doanh nghiệp hoặc là các cái doanh nghiệp thì trước hết là trong địa bàn là phải một là đoàn kết và thứ hai là tạo cái điều kiện thuận lợi để hỗ trợ nhau để cùng phát triển. Không thể phủ nhận những đóng góp và cố gắng lớn của đội ngũ doanh nghiệp tư nhân Hưng Yên trong những năm vừa qua vào việc phát triển kinh tế xã hội các địa phương trong tỉnh. Đặc biệt là trong giai đoạn đại dịch Covid-19, Hưng Yên vẫn đạt những con số tăng trưởng kinh tế ấn tượng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đa số quy mô, tiềm lực của nhóm doanh nghiệp này còn nhỏ. Với số ít doanh nghiệp có doanh thu lớn, chủ yếu là sản xuất gia công, làm thuê, dẫn đến hay bị phụ thuộc mà chưa xây dựng được thương hiệu, giá trị riêng. Bản thân doanh nghiệp phải phát triển nội lực của mình. Nó bao gồm cả nhân lực và vật lực. Và doanh nghiệp cần phải có một cái định hướng rất rõ ràng. Thứ nhất là định hướng về xây dựng thương hiệu, trong đó bao gồm xác định mục tiêu sứ mệnh của mình. Và thứ hai nữa là xác định cái tầm nhìn của doanh nghiệp. Và cái thứ ba đó là cái vấn đề phải xây dựng được giá trị của doanh nghiệp. Hiện nay, tỉnh Hưng Yên có trên 12.000 doanh nghiệp, trong đó có gần 500 doanh nghiệp nước ngoài đầu tư với số vốn hơn 5 tỷ đô la Mỹ, trên 1.600 doanh nghiệp trong nước với số vốn đầu tư trên 6 tỷ đô la Mỹ. Còn lại trên 10.000 doanh nghiệp tư nhân địa phương, cũng vì quy mô nhỏ nên số nộp ngân sách nhà nước còn thấp. Trong tổng số thu ngân sách của tỉnh năm 2020, chủ yếu đến từ nhóm doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp đầu tư trong nước. Sức mạnh của mỗi nền kinh tế đến từ chính đội ngũ doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân địa phương. Đây là thành phần chiếm số lượng đông đảo và lớn nhất so với các thành phần kinh tế khác. Để thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân phát triển, ngoài các cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, thì rất cần sự cố gắng vươn lên từ nội lực đội ngũ doanh nghiệp tư nhân trong tỉnh. Với số thuế thu nhập cá nhân nộp hàng năm khoảng 1,8 tỷ đồng, dù đã gần 70 tuổi, thay vì nghỉ ngơi thì doanh nhân Nguyễn Xuân Dương vẫn miệt mài công việc để phát triển doanh nghiệp của mình lớn và mạnh hơn, khẳng định khát vọng lớn lao của doanh nghiệp tư nhân Hưng Yên với cộng đồng doanh nghiệp cả nước. Hiện nay các doanh nhân trẻ Việt Nam cũng vậy, và doanh nhân trẻ của Hưng Yên cũng vậy, cũng phải tin họ, giao cho họ và tạo điều kiện cho họ, và thậm chí phải làm thế nào đó để có những cái cơ hội, tức là có cái tiền vốn, có điều kiện để cho họ phát triển, tin chắc rằng là họ sẽ thành công. Doanh nghiệp thì nhạy bén trong nắm bắt thời cơ sản xuất, kinh doanh. Chính quyền đóng vai trò kiến tạo, kịp thời giải quyết những thắc mắc, kiến nghị chính đáng, tháo gỡ rào cản trở sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân địa phương. Chắc chắn, doanh nghiệp tư nhân địa phương sẽ phát triển nhanh và mạnh hơn. Để phát triển tiếp, thì vướng mắc nhất, lớn nhất là cái mặt bằng xây dựng nhà xưởng. Nếu như mà chúng tôi có muốn chuyển đổi để phát triển ra xin cái mặt bằng đấy, giải phóng mặt bằng, thì với bằng lớn thì tiềm lực chắc chắn là không thể đảm bảo rồi. Nhưng mà số lượng nhỏ thì cũng nhỏ, ví dụ như là khoảng 1 đến 3.000 hoặc 5.000 mét vuông chẳng hạn thì cũng là rất khó để mà xin được, vì nó không có cái quy hoạch. Nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ ấy thường là chỉ khoảng độ tầm 2 đến 5.000 mét vuông. Thế để mà tìm được miếng đất mà để đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh là khó. Để kiến nghị là với các cấp lãnh đạo địa phương ấy, thì là tạo ra một khu vực, một cái cụm công nghiệp nhỏ để cho thuê các doanh nghiệp để có mặt bằng sản xuất, để phát triển sản xuất. Một số chính sách mà nhà nước mà ban hành ra thì một số cái thì cũng để nói thì cũng chưa kịp thời để xử lý được và hưởng những sách đấy. Còn một số chính sách thủ tục thì cũng mong ban ngành là cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp các cơ chế thoáng hơn nữa để giúp các doanh nghiệp phát triển. Cùng với những chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như của tỉnh nhằm khuyến khích doanh nghiệp tư nhân phát triển, và với khát vọng trách nhiệm lớn lao của từng doanh nghiệp, hy vọng rằng
cộng đồng doanh nghiệp tư nhân địa phương của Hưng Yên sẽ phát triển bứt phá mạnh hơn trong thời gian tới, cả về số lượng và quy mô sản xuất. Đồng thời, có thể đóng góp lớn hơn vào sự phát triển kinh tế xã hội và thu ngân sách cho địa phương. Qua chuyên đề này, chúng ta hãy cùng chúc cho cộng đồng doanh nghiệp tư nhân địa phương của tỉnh Hưng Yên sẽ có những bước phát triển nhanh và mạnh hơn trong thời gian tới. Và phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại cơ sở cách ly số 1 của tỉnh, Trung đoàn Bộ binh 126 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức bàn giao 188 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung. Ngày 4 tháng 4, cơ sở cách ly tập trung số 1 của tỉnh tiếp nhận 198 công dân, chủ yếu là du học sinh trở về từ Vương quốc Anh. Ngày 6 tháng 4, đơn vị đã chuyển 2 công dân phát hiện dương tính và các công dân cùng phòng về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Sau thời gian 14 ngày thực hiện cách ly tập trung, 188 công dân đều có sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái, vui vẻ chấp hành thực hiện cách ly phòng dịch. Qua lấy mẫu xét nghiệm 2 lần SARS-CoV-2 đều cho kết quả âm tính. Vốn là những người không may mắn, thiếu sức khỏe, khó khăn trong vận động, sinh hoạt học tập, khó có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp, nhưng bằng ý chí và nghị lực, nhiều người khuyết tật đã nỗ lực vượt lên số phận, vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Phóng sự nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4. Cách đây 10 năm, anh Tào Văn Cương ở xã Thọ Vinh, huyện Kim Động bị tai nạn giao thông khi đang đi tập thể dục buổi sáng trên đê. Vụ tai nạn khiến anh Cương từ một lao động chính trong nhà trở thành tàn phế với nửa người bị liệt, nói năng khó, mọi sinh hoạt phải nhờ người thân giúp đỡ. Không khuất phục số phận, anh Cương đã chịu khó tập luyện để các chức năng của cơ thể dần hồi phục. Cách đây 2 năm, anh quyết định xin làm việc ở công ty cộng đồng 18 tháng 4. Được tiếp xúc với mọi người, được lao động đã giúp cho tinh thần anh Cương thoải mái hơn, nhờ đó cơ thể cũng khỏe dần lên. Giờ đây, anh đã có thu nhập đủ trang trải cho cuộc sống và có thể tự đi bộ quãng đường hơn 1 km từ nhà đến nơi làm việc. Mình thấy là mình vẫn trẻ, mình không tin là mình bị tàn. Mình không muốn thành người gánh nặng của gia đình. Cuộc sống thì phải cố, ai cũng phải cố. Nên là đi làm thì kiếm được ít tiền. Nó cũng đỡ hơn. Vốn là một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường, thế nhưng khi đang học lớp 7, anh Đặng Văn Tĩnh ở xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ bỗng nhiên mắc một căn bệnh lạ, cứ đi được một đoạn là bị ngã. Mặc dù gia đình chạy chữa khắp nơi, nhưng chân anh Tĩnh cứ bị teo dần, ngực nhô ra. Đến năm 15 tuổi thì anh hoàn toàn không đi lại được nữa, từ đó phải gắn bó với chiếc xe lăn. Biết mình thiệt thòi, nhưng chẳng bao giờ anh Tĩnh ngừng cố gắng. Không chỉ tự động viên mình, anh còn tìm cách liên lạc, kết nối với hơn 40 người khuyết tật khác, thành lập câu lạc bộ Mái ấm tình thương với mong muốn làm thế nào đó để mọi người đều được sống vui vẻ. Câu lạc bộ cũng là chiếc cầu nối giữa những nhà hảo tâm với người khuyết tật, giúp nhiều người tìm được công việc thích hợp tại các cơ sở làm việc cho người khuyết tật. Tôi là một người khuyết tật nhưng mà tôi nghĩ cuộc sống thì cũng phải có hoàn cảnh nọ kia, nên là cũng không vì cái đấy mà suy sụp tinh thần quá. Cố gắng làm sao vươn lên trong cuộc sống rồi giúp được ai thì giúp, mà không thì mình cũng giúp cho chính bản thân mình, nó có ý nghĩa hơn. Anh Cương và anh Tĩnh chỉ là hai trong số rất nhiều tấm gương người khuyết tật vượt khó vươn lên trong cuộc sống, như chị Phạm Thị Lý ở huyện Yên Mỹ, chị Bùi Thị Thoa ở thị xã Mỹ Hào, anh Phạm Văn Thao ở huyện Phù Cừ. Họ thực sự là những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực sống phi thường để hòa nhập với đời sống xã hội. Chiều ngày 17 tháng 4, trên sân nhà PVF, câu lạc bộ Phố Hiến có trận đấu thuộc vòng 5 giải hạng nhất quốc gia 2021 và để thua câu lạc bộ Phù Đồng với tỷ số 0-1. Trong hiệp 1, câu lạc bộ Phố Hiến nhập cuộc trận đấu tự tin, tạo sức ép lên phía khung thành đội khách câu lạc bộ Phù Đồng. Tuy nhiên các cầu thủ đội chủ nhà không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Sang hiệp 2, thế trận diễn ra cân bằng. Phút thứ 77, tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự câu lạc bộ Phú Hiến, tiền đạo Tuấn Hiệp bên phía câu lạc bộ Phù Đồng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Thời gian còn lại, mặc dù thi đấu nỗ lực song thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh không thể tìm được bàn thắng gỡ hòa. Vào 18 giờ ngày 23 tháng 4 tới, câu lạc bộ tiếp tục được thi đấu trên sân nhà gặp câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tại vòng loại cúp quốc gia 2021.
Tại sân bóng đá Phố Hiến, thành phố Hưng Yên mới diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá thanh niên đoàn khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh. Đây là giải bóng đá thường niên của đoàn khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh. Giải bóng đá là sân chơi để đoàn viên thanh niên trong khối gặp gỡ, giao lưu, học hỏi và nâng cao tinh thần rèn luyện sức khỏe. Tham gia giải đấu lần này có 16 đội bóng đá nam và 3 đội bóng đá nữ. Ở nội dung bóng đá nữ, các đội bóng thi đấu vòng tròn tính điểm. Nội dung bóng đá nam, các đội chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn 2 đội nhất nhì vào vòng đấu loại trực tiếp. Sau lễ khai mạc là trận đấu mở màn giữa đội đương kim vô địch giải Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bưu điện tỉnh. Giải sẽ kết thúc vào ngày 26 tháng 4.